Chào mừng các bạn đã đến với channel làm giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Ngày hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện của một bạn con rất là trẻ, chỉ mới 33 tuổi thôi. Bạn này thì đã chơi chứng khoán Mỹ được một thời gian rồi và đã mua các cái cổ phiếu lẻ, đã mua các cái cổ phiếu ABCD gì đó rồi. Nhưng mà gần đấy á, thì bạn bắt đầu xem channel của mình và bắt đầu biết được cái chiến lược đầu tư an toàn và bắt đầu biết được cái chuyện đầu tư chứng khoán Mỹ này á thì đầu tư cho cái cuộc sống hưu trí sau này của mình. Cho nên là bà mới bắt đầu làm những cái động tác rất là đúng để chuẩn bị cho cái cuộc sống hưu trí sau này của mình. Thì bạn học cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ cho những người mới bắt đầu của mình và bạn học cái khóa học tài khoản Roth IRA, cái tài khoản hưu trí tốt nhất ở Mỹ, sau này sẽ được rất nhiều các cái lợi ích về miễn thuế. Thì bạn quyết định mở thêm những cái tài khoản Roth IRA và quyết định theo cái chiến lược đầu tư an toàn này, đầu tư vào các cái quỹ đầu tư, các cái quỹ an toàn như là VOO và VGT. Nhưng mà bởi vì là bạn đã có lịch sử chơi chứng khoán Mỹ theo những cái cổ phiếu đơn lẻ, cho nên là bạn vẫn muốn duy trì cái việc chơi chứng khoán Mỹ theo cái cổ phiếu đơn lẻ đó. Và bạn thì có một cái lợi thế là bạn chỉ mới 33 tuổi thôi, thì bạn còn một cái khoảng thời gian khá dài nữa thì bạn mới cần đến cái tiền hưu trí. Cho nên là bạn cảm thấy á, là có vẻ như là bạn sẽ làm được cả hai. Tức là một mặt thì bạn vẫn đầu tư theo cái chiến lược an toàn và đầu tư từ cả cái tài khoản có lợi nhất để có sau này có một cái cuộc sống hưu trí đầy đủ và thoải mái và có đủ tiền trong cả cái tài khoản hưu trí. Nhưng một mặt khác á, thì bạn cũng muốn tiếp tục cái trò chơi chứng khoán Mỹ bằng cách mua các cái cổ phiếu đơn lẻ. Và bạn nghĩ là bạn sẽ làm được cả hai cái bởi vì cái tiền tiết kiệm hàng năm của bạn cũng khá lớn. Cho nên là bạn sẽ làm được cả hai. Thì bạn hỏi mình á, là nếu mà bạn làm theo cái chiến lược như thế này thì có được hay là không? Mọi thứ nó có ổn không? Và cái rủi ro nào là cái rủi ro lớn nhất bạn sẽ gặp phải? Và bạn muốn mình cho những cái lời khuyên để bạn có thể có cái quyết định đúng đắn. Bởi vì sau khi bạn học cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ cho những người mới bắt đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn và dài hạn và cái khóa học về tài khoản Roth IRA thì bạn cảm thấy là bạn có thể làm được cái chuyện đó, nhưng mà bạn vẫn muốn tiếp tục đầu tư theo cái kiểu mạo hiểm bằng cách chọn các cái cổ phiếu lẻ, các cái cổ phiếu nóng hiện giờ ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. À, và mình nghĩ đấy là một cái trường hợp khá thú vị. Trên channel của mình á, thì mình thường mình nhận được rất là nhiều các cái câu hỏi của các bạn đã đến cái độ tuổi khoảng 50 rồi, 50 khoảng trên dưới 50 rồi, thì rất là nhiều bạn xem channel của mình thì ở trong cái độ tuổi đó và bắt đầu muốn lo cho cái cuộc sống hưu trí sau này của mình, muốn bắt đầu chuẩn bị cho cái cuộc sống hưu trí này. Thì mình gặp được rất là nhiều các cái câu hỏi như vậy, nhưng mà gần đây á, thì mình thấy là bắt đầu mình nhận được rất là nhiều các cái câu hỏi của các bạn trẻ hơn ở độ tuổi 30 hoặc là dưới 40 tuổi, thì mình rất là vui mừng là bởi vì đấy là những bạn mà sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ cái channel của mình. Và các bạn này á, thì khoảng 10 năm, 20 năm tới sẽ có một cái cuộc sống cực kỳ tốt đẹp, và lúc đó thì các bạn có thể lựa chọn là vẫn làm việc tiếp hay là đã có thể nghỉ hưu ở cái độ tuổi trên dưới 50 tuổi là đã có thể nghỉ hưu rồi. Bởi vì nếu mà bạn bắt đầu với cái chiến lược đầu tư an toàn này sớm thì cái khả năng mà bạn tích lũy đến số tiền một vài triệu đô la, và khi bạn đã có khoảng 2-3 triệu đô la rồi thì bạn hoàn toàn có thể không cần làm việc nữa và cái công việc chỉ là một cái optional cho bạn thôi. Còn bạn có thể có một cái cuộc sống hưu trí cực kỳ thoải mái mà không cần làm việc, không cần lo lắng gì về công việc cả, bởi vì cái tài khoản đầu tư của bạn đã có đủ tiền cho bạn sống một cái cuộc sống hoàn toàn dư dả và tốt đẹp rồi. Thì ngày hôm nay mình muốn phân tích cái trường hợp của bạn này và xem có thể là bạn này làm cái kế hoạch như vậy thì nó có ổn không? Kế hoạch này nó có những cái rủi ro gì? Để cho nhiều người khác mà thuộc cái độ tuổi trẻ hơn từ 25 cho tới là 35 tuổi, 40 tuổi thì các bạn có thể dùng cái video này và cái trường hợp này để có những cái sự quyết định tốt nhất cho trường hợp của bạn. Alright, thì bây giờ mình sẽ đọc cái message mà bạn này gửi cho mình để cho các bạn có thể biết được cái tình huống này là như thế nào và để các bạn cũng có thể thấy là cái tình huống này mình có giống gì trong cái tình huống này hay là không, hay là trường hợp của mình hoàn toàn khác mà mình tin chắc á. Nếu như bạn ở cái độ tuổi trẻ hơn một chút, thậm chí là bạn ở cái độ tuổi khoảng 45, 50 tuổi, 55 tuổi thì bạn cũng thấy có một vài cái tình huống nó gần gần giống như trường hợp của bạn ở đây.
Thì bạn nói là cảm ơn anh Thắng, em 33 tuổi và em đã có VOO ở tài khoản Vanguard rồi. Bây giờ em mới mở thêm tài khoản Roth IRA. Thì bởi vì sau khi bạn học cái khóa học về tài khoản Roth IRA, cái tài khoản hưu trí tốt nhất ở Mỹ, thì bạn bắt đầu mở thêm cái tài khoản Roth IRA ở Vanguard nữa. Và em vẫn còn một tài khoản ở Charles Schwab cho những cổ phiếu riêng lẻ nữa. Bởi vì từ trước đến giờ là bạn chỉ chơi cái tài khoản, chơi stock Mỹ bằng cách mua các cái cổ phiếu riêng lẻ này thôi, cho nên bạn vẫn còn cái tài khoản này. Thì bạn nói là theo em suy nghĩ, em sẽ phân bổ tiền đầu tư, một năm em sẽ đầu tư 15.000 cho ETF là cho các cái quỹ an toàn, 8.000 á thì cho VOO trong cái tài khoản Vanguard, tức là cái tài khoản brokerage account của bạn, và 7.000 thì bạn cho vào tài khoản Roth IRA trong Vanguard. Còn số tiền 10.000 á thì bạn sẽ bỏ tiếp tục vào Charles Schwab và để mà đầu tư các cái cổ phiếu riêng lẻ. Và nếu mà có kẹt tiền thì em sẽ chỉ bán các cổ phiếu riêng lẻ hoặc cùng lắm á, là bán cái ETF ở trong cái tài khoản brokerage account mà thôi. Bởi vì ở Vanguard thì bạn có đến hai tài khoản, cái tài khoản brokerage account và tài khoản Roth IRA. Và bạn nói á, là còn cái VOO mà ở trong tài khoản Roth IRA thì em sẽ để rất là lâu, bởi vì đây là tài khoản hưu trí, cho nên bạn dự định sẽ để đến lúc bạn đến tuổi hưu trí luôn. Thì đây là một cái trường hợp mà mình cảm thấy khá là thú vị, bởi vì á, là bạn còn rất trẻ, bạn chỉ mới 33 tuổi và bạn có thu nhập rất là tốt, cho nên một năm bạn có thể tiết kiệm được 25.000 để đầu tư chứng khoán Mỹ. Và từ trước đến giờ á, thì bạn chỉ đầu tư vào các cái cổ phiếu đơn lẻ và không biết đến cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn để chuẩn bị cho cái cuộc sống hưu trí sau này của mình. Thì bây giờ bạn học cái khóa học của mình, cho nên bạn đã bắt đầu biết được cái chiến lược này và bắt đầu lên kế hoạch để đầu tư theo cái chiến lược an toàn để chuẩn bị cho cái cuộc sống hưu trí của mình. Và bạn cũng đã mở thêm cái tài khoản Roth IRA rồi. Nhưng mà bây giờ bạn cảm thấy là cái sự phân bổ cái số tiền bạn có hàng năm để bạn đầu tư ở trong ba cái tài khoản này thì như thế nào là hợp lý và như thế nào là tốt nhất? Thì bạn nói là Roth IRA của bạn ở Vanguard thì một năm bạn sẽ đóng 7.000, bởi vì bạn dưới 50 tuổi, cho nên năm 2024 bạn sẽ đóng được 7.000 vào đấy. Cái tài khoản mà đầu tư bình thường, tức là cái tài khoản brokerage account của bạn ở Vanguard thì bạn sẽ đóng vào đó 8.000 mỗi năm. Còn cái tài khoản Schwab brokerage account, đây cũng là một cái tài khoản brokerage account, tức là không có lợi ích gì về thuế cả, bởi vì bạn này thì chắc là đi làm hàng và có được những cái tài khoản hưu trí của hàng cho là W2. Còn trong trường hợp mà bạn này là làm nail và làm cho các cái công việc độc lập á, với tư cách là một cái người independent contractor và nhận lương theo cái form 1099, thì bạn vẫn có thể mở thêm một cái tài khoản SEP IRA ở Vanguard nữa. Và cái số tiền bạn đóng được vào trong cái tài khoản SEP IRA á, nó sẽ cao hơn cái số tiền bạn được đóng vào trong cái tài khoản Roth IRA. Nó tùy vào cái mức thu nhập của bạn, và mức thu nhập của bạn là khoảng cái số tiền maximum mà bạn có thể được đóng vào trong SEP IRA á, là nó khoảng 25% cái net income của bạn. Cho nên nếu mà bạn làm trong tiệm nail hoặc là làm những cái công việc độc lập thì bạn lãnh lương bằng cái 1099 thì bạn có thể mở thêm cái tài khoản SEP IRA. Nhưng mà nếu bạn làm hàng và bạn nhận lương bằng W2, mặc dù ở hàng không cho bạn 401k thì bạn cũng không mở được SEP IRA, bởi vì SEP IRA thì chỉ dành cho những người 1099 hoặc là những người W2, nhưng mà người đó là chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp đó thì không có nhân viên full time, tức là không có nhân viên nào lãnh lương bằng W2 cả. Thì cái người chủ doanh nghiệp đó, ví dụ chủ tiệm nail, chủ nhà hàng, thì vẫn có thể mở tài khoản SEP IRA được cho dù là người đó lãnh lương bằng W2. Thì trong trường hợp này mình cứ xem như là bạn này làm việc ở hàng và đã có W2 rồi và có khả năng là cũng có 401k rồi, cho nên là bạn không có mở thêm được những cái tài khoản những cái tài khoản mà được lợi ích về thuế cho cái việc nghiệp hưu của mình. Cho nên sau khi bạn mở được cái Roth IRA rồi á, và maximum cái số tiền bạn được đóng vào là 7.000 một năm, thì những cái tài khoản tiếp theo mà bạn có thể mở chỉ là những cái tài khoản đầu tư bình thường, tức là những cái brokerage account mà thôi. Thì bạn có hai cái, một cái ở Vanguard và một cái ở Schwab. Thì bạn cũng chia ra rất là có chiến lược, bạn nói là cái brokerage account của bạn ở Vanguard thì bạn chỉ dùng để đầu tư vào các cái quỹ ETF, các cái quỹ an toàn. Còn cái brokerage account của bạn ở Schwab thì bạn chỉ dùng để chơi các cái cổ phiếu lẻ mà thôi, bởi vì cái tài khoản này thì bạn đã có từ trước đến giờ rồi và bạn đã chơi nhiều chứng khoán, những cái cổ phiếu lẻ rồi, cho nên bạn vẫn muốn đi tiếp theo cái con đường đấy.
Thì đây là một cái trường hợp mà khá thú vị. Và khi mà mình phân tích cái trường hợp này á, thì mình đặt mình vào trong cái trường hợp này. Bởi vì khi mà mình mới bắt đầu đầu tư á, là mình cũng mới bắt đầu đầu tư ở cái độ tuổi 31, 32 tuổi. Tức là cũng không còn lớn, không còn nhỏ hơn bạn này bao nhiêu cả. Mình bắt đầu, mình nhớ không nhầm là cuối năm mình 31 tuổi, đầu năm mình 32 tuổi là mình bắt đầu, đó là năm 2012. Thì mình bắt đầu đầu tư như vậy. Cho nên là đến bây giờ á, là trong 12 năm vừa rồi thì mình đã đầu tư theo cái chiến lược an toàn này. Và bạn này á, thì bây giờ 33 tuổi nhưng mà đã chơi cổ phiếu lạ được một vài năm rồi, bây giờ mới biết đến cái chiến lược an toàn, cho nên muốn làm thêm cái chiến lược an toàn này mà không bỏ đi chuyện chơi cổ phiếu lạ thì cái chiến lược này nó sẽ có lời như thế nào hoặc là có hại như thế nào, đúng không? Thì bây giờ á, nếu mà bạn này có hai cái tài khoản Roth IRA và Progress Account, và hai cái tài khoản này ở Vanguard, và bạn dự định là sẽ đầu tư vào các cái quỹ ETF như là VOO với là VGT, thì thật ra bạn còn 33 tuổi, tức là bạn còn một cái khoảng thời gian khá dài, hơn 20 năm. Thì mình khuyên bạn á, là với cái số tuổi bạn còn khá dài như vậy thì bạn nên chia ra một nửa cho VOO, một nửa cho VGT. Bởi vì VOO á, thì nó sẽ tăng trưởng nhưng mà cái mức tăng trưởng của nó sẽ thấp hơn là cái mức tăng trưởng của các công ty công nghệ. Đó là cái niềm tin của mình và nó đã xảy ra đúng như vậy trong 10 năm, 15 năm vừa qua. Và mình tin tưởng là các cái công ty công nghệ nó vẫn ngày càng phát triển nhiều hơn nữa và nó vẫn tiếp tục tăng trưởng nhiều hơn nữa. Và bạn lại còn một cái khoảng thời gian khá dài cho nên bạn có thể chấp nhận được cái sự rủi ro đó. Bạn có thể chia ra làm hai phần, một phần cho VOO và một phần cho VGT. Nếu như mà bạn cũng tin vào cái trào lưu AI hiện giờ và cũng tin vào các cái cổ phiếu của các công ty semiconductor thì bạn cũng có thể chia thêm cho một phần cho SMS nữa. Nhưng mà trong phạm vi bài phân tích này thì mình chỉ nói giả sử như là bạn theo cái lời khuyên của mình, bạn chia một nửa cho VOO và một nửa cho VGT. Và hai cái này á, nó VOO thì nó có lãi suất khoảng 16% một năm trong 10 năm vừa qua. VGT thì nó có 20% một năm trong 10 năm vừa qua. Thì mình cứ tính gọn lại là nếu mà cả hai cái đó bạn chia 50% mỗi thử á, thì mình nghĩ là một năm nó cũng sẽ cho bạn khoảng 15% lợi nhuận mỗi năm. Thì bây giờ á, cái số tiền 7.000 này bạn sẽ bỏ vào quỹ VOO và VGT. Thì ở đây mình cứ viết như là 7.000 là số tiền bạn đóng vào hàng năm để bạn đầu tư. Và bây giờ là bạn 33 tuổi, thì nếu như mà đến cái tuổi nghỉ hưu của bạn á, là phải còn thêm 32 năm nữa thì bạn mới được 65 tuổi, đúng không? Thì cái này mình nói là 32 năm, bạn đầu tư thêm 32 năm nữa thì bạn sẽ được 65 tuổi. Thì lúc đó bạn thấy trong cái tài khoản Roth IRA của bạn này á, và cái này là đầu tư một nửa cho VOO, một nửa cho VGT, thì chia ra như vậy thì là lợi nhuận trung bình của hai cái quỹ này nó sẽ được khoảng 15%. Thì các bạn thấy là sau 32 năm đầu tư, đến năm này bạn được 32 tuổi, thì cái tiền trong tài khoản Roth IRA của bạn đã trở thành là hơn 4 triệu đô la rồi. Bạn thấy khủng khiếp không? Cái số tiền này á, bạn đầu tư liên tục mà nếu bạn bắt đầu sớm thì nó sẽ tích lũy cực kỳ tốt. Và đến năm bạn 65 tuổi, chỉ từ cái tài khoản Roth IRA thôi thì bạn đã có hơn 4 triệu đô rồi. Bây giờ bạn còn 8.000 nữa và bạn cũng mở trong cái tài khoản Progress Account ở Vanguard, và bạn nói cái tài khoản này thì bạn cũng mua cả cái ETF, và cái này là cái mình cực kỳ đồng ý. Bởi vì nếu mà mình muốn đầu tư với những cái số tiền lớn thì mình cứ đầu tư theo cái chiến lược an toàn là chắc chắn nhất. Và theo cái chiến lược an toàn tức là mua các cái cổ phiếu của các quỹ ETF như là VOO và VGT. Và bởi vì bạn còn một cái khoảng thời gian rất là dài đến 32 năm thì mình nghĩ bạn có thể chấp nhận một chút rủi ro, mua một nửa cho VOO và một nửa cho VGT. Thì các bạn thấy nếu như mà bạn có 8.000 bắt đầu và đầu tư 32 năm với lãi suất là 15% mỗi năm, thì các bạn thấy sau 32 năm đến năm mà bạn này được 65 tuổi á, cái số tiền đó nó sẽ trở thành là 4 triệu 6. Vậy thì các bạn thấy á, là chỉ cần 15.000 đầu tư, 7.000 vào Roth IRA và 8.000 vào tài khoản đầu tư bình thường, thì sau 32 năm đến lúc bạn này được 65 tuổi, bạn này sẽ có hơn 8 triệu đô la, thậm chí là gần 9 triệu đô la. Bởi vì cái tài khoản Progress Account này á, thì cho bạn này một cái khoản tiền là 4,6 triệu. Nhưng mà nếu như cái tài khoản Roth IRA á, thì nó chỉ cho 4 triệu thôi. Bởi vì cái số tiền bạn đầu tư hàng năm là chỉ có 7.000 thôi. Mặc dù là bạn vẫn mua 50% VOO và 50% VGT, nhưng mà cái số tiền đầu tư ít hơn thì bạn cũng sẽ có được khoảng hơn 4 triệu. Trong khi bên kia là đến 4 triệu 6, thì như vậy là bạn sẽ có được gần 8 triệu 6, một cái số tiền cực kỳ khủng khiếp cho bất kỳ ai mà muốn nghĩ đến cái chuyện nghỉ hưu.
Thì nếu như mà nhìn vào cái kế hoạch này thì các bạn thấy là coi như là quá tốt rồi, đâu cần gì thêm nữa. Cho nên là bạn nói là bạn còn 10.000 để đầu tư thêm, và cái 10.000 này thì bạn muốn bỏ vô cái tài khoản của Schwab Brokerage Account, để cái này là bạn mua cả cái cổ phiếu nắm, cả cái khoản đầu tư riêng lẻ. Thì mình rất là thích cái cách bạn này chia cắt ra như vậy, tức là những cái gì mà liên quan đến lâu dài và an toàn tuyệt đối và cho cái chiến lược hữu trí của mình thì bỏ hết bên trên, bên trong cái tài khoản của Vanguard, từ cái tài khoản Roth IRA cho đến cái tài khoản Brokerage Account, tất cả tập trung vào Vanguard cả, bởi vì nó chi phí thấp, nó tính ổn định cao và nó có cả cái quỹ tăng trưởng rất là tốt. Cho nên mình mở tài khoản với đó, mình mua cả cái cổ phiếu như vậy luôn thì nó sẽ an toàn và nó sẽ tốt. Nhưng mà ngoài ra thì bạn còn 10.000, thì bạn nói bởi vì 10.000 này là bạn muốn chơi cả cái cổ phiếu lẻ, cả cái cổ phiếu nổi cộm hiện giờ, và chọn cả cái cổ phiếu lẻ mua mua bán hàng hàng ngày, hàng tháng, hàng năm như vậy. Thì bạn muốn là bạn có một cái tài khoản ở bên Schwab, một cái công ty hoàn toàn khác luôn, và cái tài khoản ở Schwab á, thì bạn sẽ đóng vào đó 10.000 một năm và bạn sẽ mua cả cái cổ phiếu đơn lẻ mà bạn thích. Và khi mà bạn quyết định như vậy á, là bạn thấy á, là cái tài khoản Charles Schwab này nè, nếu như mà lỡ nó phá sản mà nó không có cái gì cả, tức là mọi chuyện nó không còn ra đâu vào đâu cả, nó đều phá sản và bạn chọn các cái cổ phiếu không có tốt và nó hoạt động không có tốt, không có ngon lành, thì cũng không sao cả, bởi vì hai cái khoản đầu tư an toàn của bạn trên này á, là bạn đã lên được 8 triệu 6 rồi, một cái số tiền rất là lớn rồi. Cho nên á, là bạn không có cần đến cái số tiền mà trong cái tài khoản đầu tư cho các cái cổ phiếu trong cái tài khoản đầu tư cho các cái cổ phiếu đơn lẻ này. Thì cái đó là mình nghĩ là cái suy luận và cái cách suy nghĩ của nhiều người khi mà nghĩ đến cái chuyện như vậy, bởi vì bạn bắt đầu quá trẻ với cái số tiền đầu tư vào các cái quỹ an toàn là bạn đã dư tiền để về hưu rồi, cho nên là đâu có quan tâm với là cái số tiền đầu tư vào cái tài khoản để mua các cái cổ phiếu đơn lẻ. Nếu như mà các cái cổ phiếu này nó không tốt, bạn chọn không đúng ngày mua, không đúng tháng mua mà lỡ nó mất hết thì cũng không sao cả. Thì mình nghĩ đó là một cái cách suy nghĩ. Nhưng mà mình nghĩ cái cách suy nghĩ như vậy thì nó rất là phí, và nó rất là phí, bởi vì cái tiền mà bạn kiếm được á, nó rất là khó. 10.000 một năm bạn đầu tư, mà nếu như mà bạn không tốt, mua cả cái cổ phiếu lẻ này nó không có hoạt động tốt và nó không có lợi nhuận tốt á, thì bạn sẽ mất hết như vậy, thì nó cực kỳ phí. Và nếu như mà bạn tính á, cái số tiền này này là 10.000 trên tổng số tiền đầu tư của bạn là 25.000, thì nó chiếm đến 40%. Là trong khi trong những cái video mà mình thường hướng dẫn cộng đồng mình đầu tư an toàn á, và mình có nói rõ nếu mà các bạn thích những cái cổ phiếu đơn lẻ và thích những cái cổ phiếu đó và đầu tư có tính mạo hiểm hơn một chút, và bạn muốn mua các cái cổ phiếu đơn lẻ đó, thì cái số tiền tối đa bạn mua chỉ nên khoảng là 5 cho đến 10% mà thôi. Còn tất cả các cái khoản tiền còn lại á, bạn vẫn nên đầu tư vào các cái cổ phiếu của các cái quỹ an toàn. Mà ở đây là bạn dùng đến á, là 40% cái tiền đầu tư của bạn để chơi các cái cổ phiếu đơn lẻ này, thì nó rất là nguy hiểm. Vì vậy á, là nếu như mà mình là bạn thì cái mà mình sẽ làm á, ở đây á, là mình tính cho bạn đến cái khoản tiền mà bạn có được lúc bạn đến năm 65 tuổi. Nhưng mà nếu bạn bắt đầu sớm thì bạn cũng có thể kết thúc sớm và bạn có thể nghỉ hưu sớm, đúng không? Cho nên là ở đây nếu như mà bạn muốn nghỉ hưu vào năm bạn 50 tuổi hoặc là năm bạn 53 tuổi, bạn không cần phải đợi đến 65, thì bạn chỉ đầu tư 20 năm thôi. Và cái số tiền mà 15 ngàn á, mà bạn đầu tư vào các cái quỹ an toàn á, thì bạn thấy sau 20 năm, năm bạn được 53 tuổi, thì hai cái tài khoản Roth IRA và cái tài khoản Brokerage Account ở Vanguard đã cho bạn được một cái số tiền là 1 triệu rưỡi rồi. Thì cái số tiền 1 triệu rưỡi là cái số tiền khá là lớn rồi. Nhưng mà mình nghĩ lúc mà bạn có 1,5 triệu này á, thì bạn cũng không chắc là bạn đã tự tin để nghỉ hưu sớm hay là chưa. Bởi vì bạn mới có 53 tuổi thôi, thì mình cũng không chắc là bạn đã tự tin để nghỉ hưu sớm vào cái lúc đó. Cho nên á, nếu mà mình á, thì ít nhất là mình có 25 ngàn, thì ít nhất là mình cũng phải bỏ 20.000 để mình đầu tư an toàn vào trong 7.000 cho cái Roth IRA và 13.000 cho cái tài khoản Brokerage Account ở Vanguard và cả hai tài khoản đó. Thì mình đều mua 50% cho VOO và 50% cho VGT, và mình sẽ đầu tư khoảng, mình cứ cho là khoảng 20 năm đến năm mình 53 tuổi. Thì lúc mà bạn đến 53 tuổi á, thì bạn đã hai cái tài khoản đầu tư này đã cho bạn một cái số là 2 triệu đô la, hơn 2 triệu đô la.
Thì như vậy là bạn đã cảm thấy đầy đủ rồi, bởi vì với 2 triệu đô la mà một năm bạn rút 45% là một năm bạn đã rút ra được 100 ngàn ăn tiêu đầy đủ thoải mái rồi, không cần phải lo nghĩ gì đến tiền cho cuối cuộc đời của bạn luôn, cũng không cần phải đi làm việc gì nữa nếu mà bạn không muốn làm việc nữa. Thì ở cái độ tuổi 53 mà có 2 triệu trong tài khoản đầu tư và có thêm một cái nhà mà bạn đã trả hết nữa rồi, thì như vậy là mình nghĩ là bạn đã rất là tự tin. Nếu mà bạn muốn nghỉ làm để nghỉ hưu thì bạn vẫn có thể nghỉ làm để nghỉ hưu rồi. Thì đấy là cái trường hợp ít nhất là bạn phải bỏ 20.000, ít nhất là 20.000 là chỉ đầu tư an toàn mà thôi. Nếu như mà bạn nói là bây giờ bạn 33 tuổi mà bạn chỉ cần đầu tư thêm 2 năm nữa thì cái số tiền này nó trở thành là gần 2 triệu 7, 2 triệu 8, tức là bây giờ là bạn được 55 tuổi. Thì bạn thấy là bạn có thể được nghỉ hưu hoặc là bạn có thể quyết định không cần làm việc nữa là lúc bạn khoảng 53 cho đến 55 tuổi là bạn đã rất là tốt rồi, bởi vì bạn có đến 2 triệu 7 sau năm mà bạn 55 tuổi, thì như vậy là bạn đã có quyết định nghỉ hưu sớm rồi. Còn nếu như mà mình á, là trong trường hợp này thì mình sẽ bỏ tất cả là 23 ngàn hoặc là 22 nghìn là mình đầu tư theo cái chiến lược an toàn, mình chỉ mua các cái VOO và VGT trong vòng 22 năm, và sau 22 năm thì mình sẽ tích lũy lên được 3 triệu. Và nếu như mà trong tài khoản đầu tư của mình có 3 triệu đô la thì mình thật sự là mình đã rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, rất là thoải mái và không cần phải đi làm nữa. Nếu mà mình không thích cái công việc đó, hoặc là mình không thích ông sếp, hoặc là mình không thích cái địa điểm của công ty, hoặc là mình không thích cái tên của công ty, hoặc là mình không thích cái người ngồi kế bàn ở bên mình, tất cả những cái chuyện gì mình không thích, mình không happy, mình có thể quit bởi vì mình có 3 triệu trong tài khoản đầu tư rồi, không sợ gì nữa cả. 3 triệu là bạn có thể rút ra 150 ngàn một năm cho đến cuối cuộc đời của bạn luôn mà không phải lo nghĩ, không phải lo sợ gì nữa cả. Cho nên đây là một cái số tiền khá là lớn để cho bạn có một cái cuộc sống hưu trí, nghỉ ngơi mà không bao giờ phải lo lắng gì về tiền bạc nữa. Thì nếu là mình thì mình sẽ bỏ ít nhất là 20.000 và có thể bỏ đến 22.000 để đầu tư vào các cái chiến lược an toàn này. Và sau khi mình maximize được cái tiền ở trong tài khoản Roth IRA thì phần còn lại mình bỏ vào Progress Account ở Vanguard để mình đầu tư vào các cái quỹ hưu trí của Vanguard. Và như các bạn biết á, là mình bắt đầu cái con đường đầu tư này là năm mình cách đây khoảng 12 năm. Và trong vòng 11 năm á, là mình chỉ mua VOO và mua VGT thôi. Mình không mua thêm một cái cổ phiếu đơn lẻ nào nữa cả. 11 năm liên tục là tháng nào cũng như tháng đó. Mình chỉ cầm cùi mình mua VOO và VGT. Tháng nào có nhiều tiền thì mình bỏ nhiều tiền hơn để mình mua. Tháng nào có tiền ít tiền thì mình bỏ ít tiền hơn. Tất cả các cái tiền nhàn rỗi của mình thì đều nằm trong thị trường ở hai cái quỹ VOO và VGT đó. Cho nên mình nghĩ là mình cũng có một ít kinh nghiệm. Thì nếu mà mình là bạn thì là mình sẽ làm đúng theo như vậy để đến lúc đó mình đã có được một cái chuyện, đến lúc đó sau khi mà mình có được 3 triệu trong cái tài khoản đầu tư của mình thì mình sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đến lúc đó bạn muốn mua cổ phiếu đơn lẻ cũng không sao cả, nếu mà lúc đó bạn vẫn đi làm, tức là thu nhập hàng năm của bạn bạn vẫn có thể tiết kiệm ra 25 ngàn. Thì đến lúc mà bạn cái tài khoản đầu tư an toàn của bạn đã được lên 3 triệu rồi thì bạn có thể là giảm bớt đi cái tiền đầu tư an toàn của bạn, bạn chỉ cần bỏ vào 10 ngàn một năm thôi. Còn 15 ngàn á, thì bạn có thể chơi cổ phiếu A, cổ phiếu B, cổ phiếu C, chơi option, chơi crypto, chơi gì cũng được cả, trong cái phạm vi số tiền mà bạn đã đưa vào đó là 15 ngàn mỗi năm. Cái đó nó mất đi hết cũng được, bởi vì bạn đã có 3 triệu trong cái tài khoản hữu trí của bạn rồi. Cho nên bạn có thể bỏ làm lúc nào bạn muốn và bạn vẫn có một cái cuộc sống rất là đầy đủ và rất là thoải mái. Thì bạn sẽ phải lựa chọn là bạn muốn chơi các cái cổ phiếu lẻ hiện giờ hay là bạn đợi đến lúc trong cái tài khoản hưu trí của bạn đã đủ tiền cho bạn nghỉ hưu sớm rồi. Và nếu bạn chưa muốn nghỉ hưu sớm, bạn vẫn đi làm, vẫn có thu nhập, thì lúc đó bạn bỏ nhiều tiền hơn để bạn chơi cái cổ phiếu lẻ. Bởi vì cái tài khoản hưu trí của bạn đã lên đến cái số 3 triệu thì bạn không cần phải lo lắng gì nữa cả. Thì đó là cái cách suy nghĩ và cái chiến lược mà mình đã lựa chọn lúc mà mình mới bắt đầu vào cách đây 12 năm. Lúc mà mình mới bắt đầu thì mình chỉ có một cái tâm niệm duy nhất á, là mình tích lũy được đến cái số tiền 1 triệu 6 cho đến 2 triệu là cái số tiền mà mình nghĩ là nếu mà cần thì mình có thể bỏ việc mà không phải lo lắng gì cả.
Bởi vì cái số tiền trong cái tài khoản đầu tư của mình 1 triệu 6 đến 2 triệu á, thì mình nghĩ là mình đã đủ rút ra hàng năm để ăn tiêu, mà ăn tiêu thoải mái mà không lo sợ cái gì cả. Và lúc đó nó cho mình một cái sự tự do. Cho nên bạn thấy á, cái này á, nó gọi là tự do tài chính hoặc là độc lập tài chính là như vậy. Bởi vì khi mà bạn đạt đến cái con số đó rồi á, bạn sẽ cảm thấy rất là tự do. Cái công việc bạn thích thì bạn làm, bạn thích người sếp này thì bạn làm, bạn thích cái công việc, bạn enjoy cái công việc này thì bạn vẫn tiếp tục làm việc. Còn nếu không thì bạn nghỉ, không có vấn đề gì cả. Bởi vì bạn đã đủ tiền ăn tiêu rồi, mình đi làm đi nữa thì cũng chỉ kiếm tiền ăn tiêu thôi. Nếu mà cái công việc nó stressful quá, mình không có thích nó, mình không có thích cái người làm việc chung, mình không có thích cái môi trường làm việc, thì mình nghỉ. Chuyện làm ở đó nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình và đến cái tâm lý và trạng thái của mình, thì mình nghỉ. Bởi vì khi đó là mình đã có đủ tiền để sinh sống cho đến cuối cuộc đời của mình mà không bao giờ phải sợ hết tiền cả, thì mình đã đạt đến được cái tự do tài chính và độc lập tài chính rồi. Thì mình nghĩ nếu mà mình là bạn thì mình cũng sẽ tập trung để đạt đến cái điểm tự do tài chính và tiết kiệm tài chính trước. Sau đó thì nếu như mà bạn vẫn thích công việc thì bạn vẫn cứ đi làm, không có vấn đề gì cả, và vẫn có cái thu nhập. Và khi đó là bạn muốn chơi cả cái cổ phiếu lẻ nhiều hơn thì bạn vẫn có thể chơi cả cái cổ phiếu lẻ nhiều hơn. Không ai cấm đoán gì bạn vào lúc đó cả, bởi vì cái tài khoản hưu trí này thì bạn vẫn tiếp tục đầu tư vào VOO và VGT ngay cả khi mà bạn quyết định là không muốn đi làm nữa, chỉ muốn ở nhà đi chơi, chăm sóc con cháu, làm vườn, làm vườn làm tược và hưởng thụ cái cuộc sống rất là đầy đủ và thoải mái của bạn. Thì đó là cái mục đích lớn nhất của mình. Thì mình nghĩ là nếu mà bạn bắt đầu với cái chiến lược này và tiết kiệm một cái số tiền khá lớn như vậy, thì mình cũng hy vọng là các bạn đạt đến cái mục đích tự do tài chính và độc lập tài chính trước. Đó là cái mục đích quan trọng nhất. Khi mà bạn đạt đến đó rồi á, thì nó sẽ cho bạn rất là nhiều sự tự do. Bạn muốn làm gì thì làm, muốn chơi cổ phiếu lẻ thì cứ chơi cổ phiếu lẻ. Vậy như vậy á, thì hiện giờ á, nếu như mà bạn có 25 ngàn mỗi năm, thì mình nghĩ sau khi bạn bỏ 22.000, 20.000 hoặc 22.000 để đầu tư ở trong hai cái quỹ Vanguard này, thì cái số tiền ở bạn còn lại trong cái quỹ Schwab á, thì bạn chỉ còn khoảng 5.000 hoặc là 3.000 mà thôi. Nhưng mà mình nghĩ 3.000 hoặc 5.000 một năm để chơi cả cái cổ phiếu lẻ này là đã rất là tốt rồi. Nếu năm nào mà bạn chơi mà hên, bạn thắng được từ 5.000, bạn lên được thêm 5.000 nữa, thì năm đó bạn có 5.000 tiền lời. Thì bạn dẫn gia đình về Việt Nam đi chơi một chuyến, hoặc là dẫn gia đình đi qua Europe chơi một chuyến cho nó thoải mái và cho nó vui vẻ. Năm sau, nếu như mà từ 5 ngàn bạn xui quá, bạn mất xuống còn có 3 ngàn, mất luôn 2 ngàn rồi, thì cũng không sao cả. Năm đó thì bạn không có dẫn gia đình đi chơi và cũng không có những cái buổi đi chơi ngon lành nữa. Và năm đó thì là đi chơi ở trong nước, hoặc là đi sang một cái thành phố khác ở với nhà bà con, vân vân. Thì như vậy á, là bạn có cái tài khoản đầu tư rủi ro vào các cái cổ phiếu đơn lẻ này, là cái tài khoản mà sẽ cho gia đình bạn hoặc là có một cái cuộc hoặc hoặc là có những cái cuộc du lịch rất là tốt, hoặc là chỉ đi lau đỏ xung quanh cái khu mình ở, hoặc là thậm chí là ở nhà theo cái kiểu là staycation. Mình không cần phải đi đâu cả, mình nghỉ làm việc, mình ở nhà trong 2 tuần, mình chơi với con, mình dẫn con đi chơi những cái nơi trong thành phố, vân vân. Thì như vậy thì nó cũng đã có ý nghĩa rồi. Cho nên nếu như mà bạn dồn sức hết để đạt đến cái điểm tự do tài chính thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc á, là chia ra gần 40% cái số tiền bạn đầu tư hàng năm để đầu tư vào các cái cổ phiếu đơn lẻ này. Mình biết á, trong suy nghĩ của bạn là bạn nói các cái cổ phiếu đơn lẻ này có khả năng mình lời lời nhiều hơn là các cái quỹ an toàn nữa. Đồng ý, nó sẽ có khả năng bằng lời và lời nhiều hơn cả cái quỹ an toàn. Nhưng mà cái khả năng đó thì rất là thấp. Cái khả năng cao hơn á, là bạn sẽ phá sản, bạn sẽ mất hết tiền trong cái tài khoản mà mua cả cái cổ phiếu đơn lẻ này. Cho nên á, là mình nghĩ là bỏ 10 ngàn vào trong cái cổ phiếu đơn lẻ này thì nó không đáng. Mặc dù là bạn vẫn còn khá trẻ tuổi, nhưng mà bạn khá trẻ tuổi thì bạn nên tận dụng cái tuổi trẻ của mình để tiết kiệm và đầu tư để đạt được cái điểm tự do tài chính càng sớm càng tốt. Khi bạn đạt đến cái điểm tự do tài chính rồi á, thì bạn sẽ có rất là nhiều sự tự do, bạn muốn làm gì cũng được. Lúc đó bạn muốn chơi nhiều hơn cổ phiếu lẻ thì cũng không sao cả. Và mình cam đoan với các bạn á, 20 năm nữa, 10 năm nữa thì những cái vấn đề này nó cũng không có biến mất ở trên thị trường chứng khoán cả, chứng khoán đâu. Vẫn sẽ có rất là nhiều người đầu tư vào các cổ phiếu lẻ và muốn trục lợi từ những cái công ty và các cái cổ phiếu lẻ đó. Thì nếu như mà lúc đó bạn vẫn muốn tham dự cả cái trò chơi đó thì bạn hoàn toàn có thể chơi được mà không phải lo ngại gì cả.
thì đó là cái suy nghĩ của mình. Cho nên là các bạn, nếu mà các bạn còn ở cái độ tuổi trẻ thì nên tập trung để đạt được, đầu tư theo cái chiến lược an toàn này để đạt được cái điểm tự do tài chính càng sớm càng tốt. Mình rất là vui mừng á, là bạn này sau khi học cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu và cái khóa học về Roth IRA thì bạn thấy rất là rõ đó là những cái rất là có lợi, cho nên là bạn quyết định làm cái chuyện này liền. Thì nếu như trong cộng đồng của mình á mà các bạn vẫn chưa hiểu rõ về cái cách thức đầu tư và vẫn chưa biết được các cái chiến lược đầu tư an toàn này thì thật sự là mình rất là khuyên các bạn nên tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương này. Nó sẽ tốn các bạn 20 đồng mỗi tháng, nhưng mà mình cam đoan với các bạn cái lợi ích mà cái nhóm hội viên kim cương, cái chương trình hội viên kim cương này mang lại cho bạn, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều để cho bạn hiểu được về cái cách đầu tư an toàn vào thị trường chứng khoán Mỹ. Bạn hiểu được những cái yếu tố quan trọng nhất ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, cái xu hướng đầu tư ở trên thị trường chứng khoán Mỹ là như thế nào. Nó sẽ cung cấp cho bạn rất là nhiều kiến thức nền tảng và nó cung cấp cho bạn rất là nhiều các cái thông tin cập nhật và các cái kỹ năng cần thiết nhất để các bạn có thể thực hiện cái chuyện đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ theo cái chiến lược an toàn này, giống như bạn này vậy. Bạn và các bạn thấy là bạn này đã chơi chứng khoán Mỹ một thời gian rồi, nhưng mà mua các cái cổ phiếu ABCD theo những cái phong trào đồi nhóm gì đó, và bây giờ thì bạn mới bắt đầu học chính thức cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn này. Và sau khi học cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn này á thì bạn cảm thấy rất là tin tưởng cái chiến lược này, cho nên bạn muốn thực hiện theo cái chiến lược đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu này. Và bạn cũng học cái khóa học tài khoản hưu trí tốt nhất ở Mỹ, cái tài khoản Roth IRA này. Và sau hai cái khóa học này á thì bạn cảm thấy rất là tự tin và bạn bắt đầu lập tài khoản để bắt đầu đầu tư vào chứng khoán Mỹ theo cái chiến lược an toàn này. Thì đó là cái lợi ích của cái chương trình hội viên kim cương. Ngoài ra thì hàng ngày á mình đều làm những cái phân tích chuyên sâu cho các bạn trong hội viên kim cương, và các cái phân tích chuyên sâu này á thì có nhiều khi là mình phân tích những cái trào lưu hiện giờ trên chứng khoán Mỹ, những cái cổ phiếu nóng nhất như là cổ phiếu Nvidia, những cái câu chuyện quan trọng nhất ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, thì đó cũng là một cái lợi ích dành cho các bạn hội viên kim cương. Thì mình hy vọng nếu mà các bạn đã xem channel của mình một thời gian rồi á và đã có được những cái lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế từ channel của mình, thì hy vọng các bạn sẽ gia nhập vào cái chương trình hội viên kim cương để có được những cái lợi ích kinh tế mà mình dành độc quyền cho các bạn hội viên kim cương. Đó có thể là những cái khóa học, những cái video mà mình phân tích chuyên sâu hàng ngày. Thì ví dụ giống như là trong các cái khóa học này á, mình vừa mới giới thiệu thêm một cái khóa học nữa mà rất là nhiều người yêu thích, đó là khóa học tài khoản đầu tư cho con của bạn và hướng dẫn con của bạn bắt đầu đầu tư an toàn từ những cái tuổi rất là trẻ. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái khóa học mà cộng đồng mình có thể hưởng lợi được rất là nhiều để biết cái cách đầu tư cho tương lai của con bạn càng sớm càng tốt. Alright, thì mình hy vọng á là các bạn thích cái video này và thấy cái video này nó cho bạn một cái sự cảm hứng. Nếu như mà những người trẻ có thể bắt đầu đầu tư an toàn thì mình nghĩ bạn sẽ đạt đến cái điểm tự do tài chính rất là sớm, và khi đó thì bạn có một cái sự tự do và sự độc lập mà bạn muốn làm gì cũng được cả. Thì mình hy vọng cái đó là một cái inspiration cho rất là nhiều người trong cộng đồng của mình. Một vài cái video á, thì mình có nói á, khi mà người ta nói là ở Mỹ, khi mà nói đến là về hưu thì cái yếu tố mà người ta thường hay nhắc đến là tuổi về hưu, tức là ở mấy tuổi thì về hưu. Nhưng mà mình nghĩ về hưu nó không phải là mấy tuổi về hưu, mà bạn về hưu thì khi nào bạn về hưu á, cái yếu tố quan trọng nhất là liệu cái tài khoản hưu trí và tài khoản đầu tư của bạn đã đủ tiền để support cho bạn một cái cuộc sống không đi làm thêm 3 40 năm nữa mà không bao giờ sợ hết tiền hay là không. Và khi cái tài khoản đầu tư của bạn đạt đến cái điểm đó là cái điểm đó là bạn đã được về hưu rồi. Còn nếu như bạn về hưu ở tuổi 65 tuổi mà bạn chỉ có 200 ngàn trong tài khoản tiết kiệm của bạn, thì làm sao bạn về hưu được? Bạn đâu có đủ tiền mà ăn đâu. Mà về hưu 200 ngàn thì bạn chỉ cần rút ra 3 năm, 4 năm là đã hết mất tiêu rồi. Thì sau đó làm sao về hưu? Nếu mà không ai nuôi, không ai giúp đỡ cả thì bạn phải đi làm ngược trở lại. Cho nên cái chuyện về hưu nó không phải là một cái vấn đề về tuổi, mà về hưu là một cái khái niệm và một cái cột mốc, mà cái cột mốc đó bạn đo lường bằng cái giá trị trong tài khoản hưu trí của bạn và trong tài khoản đầu tư của bạn.
nếu mà giá trị trong tài khoản hưu trí và tài khoản đầu tư của bạn nó được đến cái mức mà nó sẽ giúp cho bạn có một cái mức thu nhập ổn định từ lúc bây giờ cho đến cuối cuộc đời của bạn, cho dù bạn sống đến 100 tuổi hay là 120 tuổi, thì cái mức đó, cái lúc đó là cái lúc chính xác nhất để bạn về hưu. Thì mình hy vọng các bạn trẻ trong cộng đồng của mình á, mà xem cái video này thì có một cái nguồn cảm hứng, có một cái động lực để giúp cho các bạn lên kế hoạch và theo cái chiến lược đầu tư an toàn này để đến được cái mốc về hưu sớm, càng sớm càng tốt và càng thành công thì càng tốt. Alright, mình hy vọng các bạn thích cái video này. Nếu các bạn thích cái video này thì nhớ bấm cho mình một nút like. Nếu các bạn có câu hỏi gì hoặc là comment gì, những trường hợp cụ thể của các bạn như thế nào thì viết vào một comment giúp cho mình. Và hy vọng các bạn sẽ đăng ký cái chương trình hội viên để có được nhiều hơn nữa các cái lợi ích độc quyền mà mình dành cho các bạn hội viên, cũng là một cách mà các bạn có thể ủng hộ channel của mình thêm một chút nữa. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì mình hy vọng các bạn sẽ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Channel của mình thì tập trung hướng dẫn cho cộng đồng người Việt những cái mẹo tài chính để tăng thu nhập, giảm chi phí và đặc biệt là giúp cộng đồng người Việt mình bắt đầu đầu tư an toàn vào thị trường chứng khoán Mỹ để chuẩn bị cho cái cuộc sống hưu trí sau này của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Chào tạm biệt. Bye bye.